Trận chung kết King Cup 2023 diễn ra vô cùng kịch tính trên sân 700th Anniversary tại Chiang Mai, Thái Lan, tối qua, 10/9. Bóng mới lăn 6 phút, đội khách Iraq đã có bàn dẫn trước sau sai lầm của hàng thủ Thái Lan. Đội tuyển Thái Lan có trận đấu kịch tính với Iraq, ảnh Siem Sport. Trong tình huống này, các hậu vệ đội bóng xứ sở chùa vàng kèm người không tốt để cầu thủ Iraq Ayman Hussein nhận bóng trong tư thế cận thành. Ayman Hussein dứt điểm đánh bại thủ môn chắc trai Bắc Rom, ghi bàn giúp Iraq mở tỷ số 1-0. Sau bàn thua, Thái Lan tấn công rất mạnh, họ suýt gỡ hòa ở phút 34. Trung vệ sinh ra tại Thụy Điển Elias Nola lên tham gia tấn công, tận dụng chiều cao lên đến 1m96 của mình, đánh đầu dội khung thành Iraq. Dù vậy, Thái Lan cũng không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 37, đội trưởng Thiraton Ban Maithan tạt bóng tuyệt đẹp từ cánh trái. Cầu thủ sinh ra tại Na Uy đang khoác áo đội tuyển Thái Lan Nicholas Mikkelsen bay người đánh đầu đưa bóng vào góc xa, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Sang hiệp 2, trận đấu tiếp tục diễn ra rất sôi nổi. Phút 65, tiền vệ Amjad Atwan của Iraq xâm nhập khu vực 16m50 của Thái Lan. Anh đón đường truyền từ biên trái của đồng đội, đệm bóng vào lưới từ khoảng 14m, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng Tây Á. Thái Lan để vất ngôi vô địch King Cup trên sân nhà, ảnh Siem Sport. Thái Lan dĩ nhiên không muốn thất bại trên sân nhà. Họ ra sức tấn công rất mạnh. Phút 77, cơ hội đến với đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking. Một cầu thủ Iraq để bóng chạm tay trong khu vực 16m50, trọng tài cho Thái Lan được hưởng phạt đền. Dù vậy, từ chấm 11m, tiền đạo kỳ cựu Tirasin Danda lại thực hiện không thành công, bỏ qua cơ hội gỡ hòa cho người Thái. Nhưng một lần nữa các cổ động viên Thái Lan có dịp reo hò. Không lâu sau khi Tirasin Danda đá,